Đuối đuối. Gì vậy cậu? Em phải đồn lưới học giỏi toán lắm đúng không? Ủa sao biết hay vậy ta? Thì chị May nói hả, là đuối học giỏi toán lắm nè. Với lại á, tính nhanh nữa, tính tiền nhanh, không ai tính lại đuối luôn. Ngại quá à. Bây giờ em đố đuối vài phép tính đơn giản, được không? Thôi, cậu đố gì cứ khó mới vui chứ, đố đơn giản đâu vui. Tại vì em sợ đuối không trả lời được thôi. Bậy rồi, núi nghĩ á, cường không có làm khó được núi đâu. Ok, bắt đầu nha. 1 cộng 1 bằng mấy? 1 cộng 1 bằng 2. 2 cộng 2 bằng mấy? 2 cộng 2 bằng 4. Vậy 4 tỷ cộng 4 tỷ là mấy? 4 tỷ cộng 4 tỷ là... nhiều quá, tính nhiều. Không nhiều, 8 tỷ. 8 tỷ. À, 8 tỷ. Sao núi tính nhanh quá vậy? À, thì 4 cộng 4 bằng 8, tỷ cộng tỷ bằng tỷ là 8 tỷ. Không nhẹ quá à. Như là đồn luôn. Vậy 4 triệu cộng 4 triệu là mấy? 4 triệu cộng 4 triệu bằng 8 triệu. Tính sao? Nghe nghĩ. 4 cộng 4 bằng 8 triệu cộng triệu bằng triệu là bằng 8 triệu. Oh my god. Wow. Trời đất ơi. Tính nhanh quá trời luôn. Vậy bây giờ em hỏi câu hỏi khó một xíu ha. 4 tỷ cộng 4 triệu là mấy? 4 tỷ cộng 4 triệu. 4 cộng 4 bằng 8 tỷ cộng triệu. Là nhiêu ta? Why are you crying? Thầy cô giáo dạy chưa vậy ta? Rồi xong, núi thua rồi, vậy là không như là đồn rồi. Ý, giỡn cường xíu thôi. Chứ bằng nhiêu? Bằng 8 tỷ 960 triệu. Nani? Núi tính sao mà ra nhiêu? 8 tỷ 960 triệu hay vậy? Đơn giản mà. 4 cộng 4 bằng 8 tỷ cộng triệu là tỷ là 9 triệu là 6 là 4 là 8 tỷ 960 triệu. Ủa sao tỷ bằng 9 là triệu bằng 6 là sao? Thì tỷ có 9 số 0, triệu có 6 số 0 thì cộng vô là bằng 8 tỷ 960 triệu. Tỷ có 9 số 0, triệu có 6 số 0 thì cộng vô là bằng 8 tỷ 960 triệu.